vạn binh Nga ồ ạt tấn công, quân Ukraine bỏ vũ khí rút chạy tổng tư lệnh Ukraine hé lộ sự thật cay đắng. Hứng chịu tổn thất nặng nề, quân Ukraine buộc phải tháo chạy. Theo lời ông Rogov, Robotai đang trở thành mồ chôn của hàng nghìn binh sĩ Ukraine. Quân Ukraine tháo chạy ở Robotai. Hãng thông tấn form Ukraine, ngày 2 tháng 4 đưa tin, quân đội Nga đã bắn 353 quả đạn nhầm vào 8 khu định cư của Ukraine ở Nam Zaporizhia chỉ trong vòng 24 giờ. Ông Ivan Fedorov, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực cho biết, quân đội Nga đã không kích dồn dập vào Mala, Tokmaka và Robotai, đồng thời huy động hàng chục máy bay không người lái tấn công hai khu vực này, cũng như các khu vực Huliaipol, Levadne và Malinipka. Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cũng được Nga sử dụng. Theo thống kê của ông Fedorov, khoảng 314 quả đạn pháo đã rội xuống Huliaipol, Malinipka, Novo Andrivka, Mala, Tokmaka, Robotai, Levaner và Verbov trong ngày 1 tháng 4. Nga hiện đang đẩy mạnh các nỗ lực tấn công RoboTai, khiến tình hình nơi này trở nên rất khó khăn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Giữa tháng 3 vừa qua, kênh truyền hình Channel 24 dẫn lời ông Dmitry Likhova, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tavia, Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại RoboTai khi liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới. Theo ông Likhova, Nga tập trung khoảng 50.000 binh sĩ quanh Robotai và tập kích khu vực này từ nhiều hướng khác nhau dưới sự yểm trợ của các đoàn xe bọc thép lớn. Cũng trong ngày 2 tháng 4, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào trung tâm Robotai, khiến phía Ukraine hứng chịu tổn thất và buộc phải tháo chạy. Ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào We Are Together with Russia cho biết quân đội Nga đã giành được các vị trí ở phía nam và trung tâm Robotai quân đội Nga đang trấn giữ các vị trí đã giành được ở trung tâm Robotai. Nỗ lực của đối phương nhằm giành lại các vị trí trước đây đều thất bại. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi thêm hai đợt tập kích của Ukraine. Các cuộc tấn công của họ đều kết thúc bằng tổn thất và binh lính phải tháo chạy, ông Rogov nói. Hiện tại, quân đội Nga đang dần đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Robotai. Theo lời ông Rogov, Robotai đang trở thành mồ chôn của hàng nghìn binh sĩ Ukraine bỏ lại nhiều vũ khí. Tờ Moskovsky Komsomoles, mình, Du, dẫn lời một quân nhân Nga có biệt hiệu Vetter đang làm nhiệm vụ tại Robotai cho biết, trong quá trình hai phía giao tranh, lực lượng Ukraine đã bỏ lại nhiều vũ khí do nước ngoài sản xuất. Lý do là bởi họ thiếu đạn dược và không đủ kỹ năng xử lý. Các binh sĩ Ukraine đã bỏ lại nhiều súng máy ở khu vực này vì cho rằng chúng không hoạt động bình thường các xạ thủ súng máy Ukraine không thể sử dụng vũ khí nước ngoài một cách chính xác vì họ không nắm rõ đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của chúng. Họ bỏ lại vũ khí và chúng rơi vào tay chúng tôi, Vetter nói. Ngoài súng máy, Vetter cho biết lực lượng Nga còn tìm thấy các hộp đạn do Liên Xô sản xuất tại các vị trí mà quân Ukraine chiếm giữ. Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn trinh sát trên không của Nga với biệt danh Dobry cho biết lực lượng Ukraine tại Robotai bắt đầu tỏ ra sợ hãi khi phải đối đầu với tiểu đoàn 291 của quân đội Nga. Họ nhanh chóng rút lui, dù vẫn tìm cách kháng cự bằng các loại máy bay không người lái tự sát và đạn trùm. Điều này đã tạo điều kiện cho Nga tiến thêm 7 km tại khu vực này. Từ khi bước sang năm mới, chúng tôi đã tiến được khoảng 6 đến 7 km. Robotai gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, viên chỉ huy cho hay. Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận sự thật. Kênh truyền hình 24 TV Ukraine ngày 29 tháng 3 cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syuskai mới đây thừa nhận tình hình trên các khu vực mặt trận của Ukraine nói chung đang gặp khó khăn. Việc Ukraine thiếu quân lực và đạn dược đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga tiến sâu ở phía nam Ukraine tại khu vực Zaporizhia. Việc phản công tại các khu vực này, trong khi không có sự yểm trợ đường không hiệu quả, đã khiến Ukraine chịu tổn thất về người và thiết bị, ông Syuskai cho hay đồng thời nhắc lại những gì diễn ra ở Abdiva. Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ giữ được những vị trí này nếu có đủ quân lực, đặc biệt là phương tiện phòng không và đạn pháo. Đây không phải là lời phàn nàn, mà là việc thừa nhận một sự thật, ông Sirskai nói. Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh Ukraine cho biết quá trình luân chuyển các đơn vị quân đội ở tiền tuyến đã được triển khai, phần nào giúp khôi phục hiệu quả chiến đấu của trang bị khí tài, đồng thời tạo điều kiện cho các quân nhân Ukraine nghỉ ngơi và phục hồi. Tuy nhiên, ông Shusky nhấn mạnh rằng yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo quá trình này. Để đảm bảo quá trình này, chúng ta cần có con người. Chính vì vậy, tôi muốn mỗi người đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự ở Ukraine nhận thức rõ rằng sự tồn vong của Ukraine phụ thuộc vào ý chí và hành động của anh ta, ông Shusky nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.